Tủ sách nền tảng đổi đời, hợp nhất tinh hoa tri thức toàn nhân loại, bao gồm hơn 100 đầu sách quý được nhà sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết tuyển chọn từ hàng triệu cuốn sách, từ hàng nghìn tấm gương danh vĩ nhân thành công nhất của nhân loại, giúp học hỏi về 12 lĩnh vực căn cốt nhất của đời sống, bao gồm huyền học, triết học, khoa học, chính trị học, kinh tài học, tâm lý học, xã hội học, đạo đức học, nghệ thuật, mỹ học, âm thanh, ngôn ngữ học, y học và võ học, nhằm khuyến khích việc học hỏi, tiếp thu và ứng dụng tinh hoa tri thức nhân loại, từ đó chuyển hóa sức mạnh trí thức thành sức mạnh vật chất, sức mạnh thể chất và sức mạnh tinh thần, giúp mỗi cá nhân và quốc gia rút ngắn con đường đi đến thành công và hạnh phúc đích thực. Khác biệt hay là chết? Triết lý xây dựng thương hiệu bền vững. Lịch sử kinh doanh thế giới đã chứng kiến hàng triệu thương hiệu xuất hiện rồi tàn lụi, nhưng cũng có những thương hiệu phát triển thành công, chiếm lĩnh vị thế cao. Khác biệt hay là chết là triết lý mà mỗi doanh nghiệp phải khắc cốt ghi tâm ngay từ trước lúc hình thành ý tưởng khởi nghiệp. Cuốn sách marketing hay nhất mọi thời đại. Kỷ nguyên công nghệ dịch chuyển sang kỷ nguyên sáng tạo. Mỗi giây, thị trường toàn cầu chứng kiến sự gia tăng đáng kinh ngạc của các hạng mục sản phẩm trong mọi chủng loại hàng hóa. Từ giữa thế kỷ 20, khi kỷ nguyên công nghiệp dịch chuyển sang kỷ nguyên sáng tạo với tính đặc trưng của ngành công nghệ tạo ý tưởng Ideas Engineering và các khái niệm mới Conceptor, người tiêu dùng càng có vô số lựa chọn giữa các sản phẩm cùng loại. Khác biệt hóa trở thành vấn đề mấu chốt của các doanh nghiệp. Thực tế này cho thấy, thế giới kinh doanh đang tồn tại cuộc cạnh tranh khốc liệt nhằm chiếm lĩnh tâm trí khách hàng và trở thành thương hiệu được chọn đầu tiên. Khác biệt hóa trở thành vấn đề mấu chốt để doanh nghiệp phát triển bền vững. Jack Trout là người khởi xướng thuyết định vị và thuyết chiến tranh tiếp thị. Nhà sáng lập tập đoàn Trout & Partner có văn phòng tại hơn 20 quốc gia, từng tư vấn chiến lược marketing cho các tập đoàn nổi tiếng như IBM, Burger King, Merrill Lynch, Xerox, Merck, Lotus, Ericsson, Repsol, Hewlett-Packard, Procter & Gamble. Cùng cộng sự của ông Steve Rifkin, nhà sáng lập Rifkin & Associates, chuyên tư vấn chiến lược marketing cho những công ty danh tiếng nằm trong danh sách Fortune 500, đã cùng nhau định nghĩa thuật ngữ khác biệt hóa, tạo thành từ ngữ lớn trong giới kinh doanh ngày nay. Trở thành cuốn sách gối đầu giường của các chủ doanh nghiệp, nhà khởi nghiệp. Jack Trout và Steve Rifkin chính là tác giả của những cuốn sách bestseller trên toàn cầu như Định vị, Positioning, 22 quy luật bất biến trong marketing, The 22 Immutable Laws of Marketing, 22 quy luật bất biến trong xây dựng thương hiệu, The 22 Immutable Laws of Branding, đơn giản là hoàn hảo, The Power of Simplicity, và tác phẩm được đánh giá là cuốn sách marketing hay nhất mọi thời đại, Khác biệt hay là chết, Differentiate or Die, được cho là sách gối đầu giường của các CEO, chủ doanh nghiệp, nhà khởi nghiệp khắp thế giới. Công thức khác biệt để chiếm lĩnh trong tâm trí. Dẫn ra nguyên lý cốt lõi tạo sự khác biệt trong tâm trí người tiêu dùng. Khác biệt hay là chết đúc kết hơn 30 năm kinh nghiệm tư vấn chiến lược xây dựng thương hiệu của hai bậc thầy marketing. Ngay từ khi xuất bản lần đầu vào năm 2000, cuốn sách đã đạt được tiếng vang lớn khi dẫn ra những nguyên lý cốt lõi tạo sự khác biệt trong tâm trí người tiêu dùng, đồng thời chỉ rõ những quan điểm sai lầm của các doanh nghiệp trong chiến lược xây dựng thương hiệu. Đúc kết 4 bước tạo sự khác biệt và cách thức tránh 7 khác biệt. Khác biệt hay là chết bao gồm 26 chương, hướng dẫn chi tiết nghệ thuật vận hành các nhân tố quan trọng thúc đẩy sự hình thành bản sắc khác biệt của thương hiệu, nghệ thuật kết hợp nguồn nhân lực và các chương trình quảng bá tác động đến thị trường. Đặc biệt, cuốn sách đã đúc kết được 4 bước tạo ra sự khác biệt và các cách thức để tránh 7 khác biệt bằng giải pháp liên kết giữa khác biệt hóa và vị thế hóa nhằm chiếm lĩnh, in sâu dấu ấn thương hiệu trong tâm trí của khách hàng. Jack Trout nhận định, sự khác biệt diễn ra trong tâm trí của khách hàng.
tư duy và cách thức thực thi khác biệt là nền tảng để các doanh nghiệp tồn tại và phát triển trường tồn. Cầm kỷ nguyên sáng tạo của công nghệ và số hóa, khách hàng có nhiều sản phẩm cùng loại để lựa chọn. Chỉ cần không nắm được quy luật chọn lựa, thương hiệu sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Tư duy và cách thức thực thi khác biệt là nền tảng mà các doanh nghiệp phải lấy làm kim chỉ nam để tồn tại và phát triển trường tồn. Cuốn sách Khác biệt hay là chết dành cho bất kỳ ai đã, đang hoặc sẽ khởi sự kinh doanh và tất cả bạn đọc quan tâm đến marketing, truyền thông. Tác phẩm thuộc lĩnh vực kinh tài học trong tủ sách nền tảng đổi đời do nhà sáng lập, chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết, cẩn trọng, tuyển chọn. Độc giả có thể tìm đọc và chọn một cuốn sách tại các không gian Trung Nguyên Legend, Trung Nguyên eCoffee trên toàn quốc hoặc tại app Trung Nguyên Legend Cafe cho phiên bản in và ebook.